Anh Đức, Quỳnh Anh tung ảnh trước thềm đám cưới. Nam diễn viên Anh Đức và vợ sắp cưới Phạm Quỳnh Anh tiếp tục tung loạt ảnh rạng ngời, hạnh phúc trước thềm cưới ngày 26 tháng 7. Trong loạt ảnh, anh Đức diện vest đen, nắm chặt tay cô dâu duyên dáng trong chiếc đầm trắng, cả hai cười tươi trước ống kính. Nhan sắc cô dâu chinh phục cư dân mạng. Nhiều người khen cô dâu dễ thương, có vẻ đẹp trong trẻo. Cả hai đẹp đôi và hạnh phúc hiện rõ qua nụ cười rạng rỡ. Cảm xúc của chúng tôi hiện tại rất bồi hồi, vừa háo hức vừa lo lắng để chuẩn bị mọi thứ cho chu toàn. Diễn viên Anh Đức và Quỳnh Anh trải lòng. Điếm ngược đến thời điểm trọng đại, cả hai không quên cảm ơn sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Trước đó, cặp đôi này đã từng khoe ảnh cưới lãng mạn với vest tím và đầm trắng. Anh Đức từng báo tin vui vào đầu tháng 4 là đã cầu hôn thành công bạn gái trong một chuyến du lịch. Cả hai tìm hiểu nhau sau thời gian tham gia các dự án chung. Diễn viên Anh Đức sinh năm 87, còn Quỳnh Anh sinh năm 99. Anh Đức gần đây tham gia phim Mai của Trấn Thành và Quỳnh Anh cũng tham gia phim này. Nếu anh Đức quen thuộc với khán giả trong vai trò diễn viên hài, MC, thì Quỳnh Anh là gương mặt diễn viên trẻ. Cô từng tham gia các phim Hoa hậu giang hồ, Đường về có nhau, tham gia video ca nhạc, Thích thì đến.